Các bạn ơi, Việt thắng bình luận rất nhiệt huyết và cổ họng rất đau để có những trận đấu hay, vì thế các bạn đừng tiếc gì một like và share. Cuối cùng thì đăng ký kênh và bật chuông thông báo để giúp Việt thắng có động lực nha. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với trận thi đấu Hưng DJ và Tên Bà Quy. Và các bạn hãy cổ vũ cho Hưng DJ và Tên Bà Quy nào. Bao nhiêu bạn biết Tên Bà Quy? Thần đồng 2K7 bất bại, chưa thua trận thi đấu nào. Hưng DJ, người đang ở mức danh kim cương cho giải thi đấu chúng ta và được mệnh danh là thần tốc độ. Và kèo thi đấu này sẽ là kèo thách đấu giữa hai người chơi, một người chơi danh huyền thoại là TMQ, còn bên kia danh kim cương đến từ chữ Hưng DJ. TMQ mà thua trận này, em sẽ chính thức đó là mất cho mình đó là cái danh huyền thoại, và Hưng DJ sẽ lên huyền thoại nhá, anh nói trước. Còn kèo thi đấu này cực kỳ căng, ở một trong những kèo thi đấu mà sẽ phải cắt hết công lực vào 13 round thi đấu dành cho các em. Một bên bom kèo đỏ đến từ chữ Hưng, của bên kia là bom kèo xanh đến từ chữ TMQ. Kèo one shot tự do, và các bạn sẽ được cầm bất kỳ một cái súng gì có khả năng bắn one shot được. Vâng, sẽ là những kèo thi đấu cực kỳ là kinh điển. Và chào tất cả quý các bạn đang xem livestream nhá. Anh em xem livestream cho Việt Thắng xin một like và share nào. Và đừng quên đăng ký kênh, subscribe, bật chuông thông báo ủng hộ cho Việt Thắng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Những trận thi đấu mình bình luận cực kỳ tâm huyết và mình rất đam mê với cộng đồng Free Fire, đặc biệt là bộ môn one shot này, giúp cho các bạn có thể phát triển tài năng của mình. Và rất nhiều bạn nói với anh rằng là sau khi xem giải đấu xong bắn hay hơn hẳn. Chắn một điều như thế, các bạn đang được xem những người chơi có kỹ năng hàng đầu Việt Nam thi đấu ở trong bộ môn đó là bắn one shot. Và tỷ số hiện tại vẫn đang là không đều, mới chỉ là round thi đấu đầu tiên mà thôi. Hai dân chơi bước qua đời nhau. Và TMQ lần sau anh nghĩ rằng em cứ để đúng một cái tên thương hiệu là TMQ thôi. Và các bạn hãy ủng hộ cho kênh YouTube TMQ và vị trí của Hưng DJ nhá. Đây là hai người chơi đang thi đấu ở trong trận thi đấu này. TMQ em nói đang muốn lên 1000 sub, anh em hãy ủng hộ cho em đó. Còn Hưng DJ thì đang phấn đấu lên 100k sub, anh em hãy cùng ủng hộ cho không riêng gì Việt Thắng và tất cả những người chơi ở trong cộng đồng WhatsApp của chúng ta có thể phát triển lớn mạnh. Và các bạn chỉ cần bắn hay thôi. Và bên này là vị trí của DFP, DPI đến từ vị trí Hưng DJ. Trong khi đó thì đây là góc máy của anh chàng TMQ, lượng máu là còn nguyên. Hưng DJ bắt đầu phải quấn máu chưa? Sẽ quấn máu đến từ Hưng DJ. Cái áp lực đến từ vòng bò, cả hai người chơi đang chạm mặt nhau đây rồi. Có những tình huống bắn và trao đổi đường đạn cho nhau đến từ cả hai dân chơi phố núi. Và ngay lập tức là một tình huống bắn tốt. Chơi cùng chúng ta nhá. Bảnh hôm trước có bắn rồi em. Mà lâu lâu anh, một tuần anh chỉ gọi một cho một tuyển thủ vào bắn thôi, vào giao lưu các bạn. Một đến hai tuyển thủ là cùng thôi. Ôi, toàn quá nhờ. Rất căng. Tuyển thủ vào đây bắn thì anh hỏi vị trí của Ranger rồi. Em có sợ thua không? Không. Anh bảo, anh đảm bảo là em bắn đi, em cứ bắn nhiều vào, em vào đấu trường sinh tồn em sẽ bắn nó khác ngay. Một đều rồi, hay quá các bạn. Bắt đầu là ổn định sạc điện thoại đầy đủ pin rồi, bắt đầu vào xem. Anh em nào bị bố mẹ cấm thì anh em xin đúng những ngày đấy để xem nhá. Và tỷ số đang là 1-2 dành cho vị trí của Hưng DJ rồi. Di chuyển rất nhanh, thao tác bắn rất mượt đến từ vị trí của Hưng. Ở bên này là vị trí của TMQ, người chơi chưa có thua trong trận thi đấu nào solo cả. Và ngày hôm nay sẽ chạm mặt với Hưng DJ. Liệu rằng là qua ải Hưng DJ, TMQ có vượt qua đấy không? Và đây là một trong những người bạn rất tân của Hưng DJ và Quỳnh Tạ Gaming. Người bạn được Quỳnh Tạ Gaming giới thiệu trong giải đấu này chính là anh chàng TMQ. Người chơi được mệnh danh là thần đồng 2K7, có thể nói là cái lứa tuổi nhỏ nhất trong giải đấu chúng ta. Năm nay mới chỉ có 14 tuổi. Và sở hữu cho mình là loạt trận thi đấu chưa thua, trừ những kèo 1-4 nhá. Còn lại em chưa thua trận thi đấu nào. Chạm mặt với Hưng DJ để xem rằng đây có phải là một trận, một chuỗi thắng em được cộng vào hay không. Và em vẫn còn một trận thi đấu nữa với Lê Bình Gaming. Sẽ là một ngày thi đấu dài dành cho TMQ. Bắt đầu Chrono được kích hoạt rồi. Di chuyển rất khó chịu, nhìn rất chóng mặt đến từ cả hai ông này. Tôi nhìn tôi đến muốn tiền đình luôn đến từ cả hai người chơi. Vâng, Hưng DJ đang di chuyển và tìm góc bắn rất khó chịu. Hai ông chưa tìm được góc bắn của nhau, thực sự khó chịu thực sự luôn các bạn. Ui. Tỷ số đang là 1-2 nhá. Tỷ số đang là 1-2 và lượng máu sẽ phải hồi đến từ cả hai bên. Quyết định nó là không hồi máu đến từ vị trí của TMQ. Rất dễ có những tình huống bị ăn đạp vàng và chết. Rất dễ luôn. Nếu các bạn phải nằm xuống thì các bạn phải tự chịu thôi. Khi mà ôi, nhưng mà chắc chắn là máu hết rồi. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là TMQ không còn máu để hồi nữa. Hưng DJ thì còn một bình. Bắt đầu quấn máu vào, áp lực đến từ vòng bò.
Hai người chơi sẽ phải chạm mặt nhau để trong bò cuối. Kono được kích hoạt. Cả hai người đang chơi rất fair play. Lộ mặt này. Ôi, thứ năm này rồi. Khoảng hai đều rồi. Sẽ là một màn công lên đến từ với chú Hưng. Một kèo ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân. Bây giờ Hưng đẩy vào. Cầm cho mình là cây M1014, bên này là 1887 và kẹp M1014 hai cây luôn. Đến từ với chú TMQ. Và tường kèo xoay ra rất nhiều đến từ anh chàng này, chưa tìm được góc để thoát. Ra đạn là ra kèo rất nhanh. Ranger em cần phải vừa tham gia bắn mà vừa phải xem những trận thi đấu này nhá. Em đừng bắn không, em cần phải xem nữa, xem cách người ta di chuyển để có thể học được. Học được thêm một số những cái mẹo. Tại vì anh thấy rằng là rất nhiều tình huống em không nhìn vào đối phương trong những pha nhảy qua. Đấy là một trong những sai lầm chết người và rất dễ phải nằm xuống. Và tất cả những tình huống em nằm anh đều thấy là những pha em liếc qua đời, không nhìn vào Lê Bình Gaming. Và các bạn đang xem livestream, các bạn hãy giúp anh Việt Thắng xin 10 lượt đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và các bạn hãy bỏ ra một giây nào. Bạn bỏ ra một giây, bạn nào chưa đăng ký kênh ủng hộ anh nhá. Và nhớ bật chuông, cảm ơn các em. Vâng. Sau trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu của Lê Bình Gaming. Tỷ số đang là 3-2 nghiêng về vị trí của anh. Ui! 4-2 rồi, một tình huống bắn bay mũ và ngửa người ra sau. Hưng đi dây một lên sàn đấu rồi, tầm này thì chỉ có nhìn là bắn thôi. Gặp đầu là bắn đấy. Kèo thi đấu cực kỳ căng. Những cái bạn lúc nãy donate cho mình 50k, anh em để ý đừng có ọp nhá. Không biết là Hùng Blood còn đang xem livestream không. Vâng. Tỷ số đang là 4-2 dành cho vị trí của Hưng đi dây rồi. Cố lên em ơi. Cố lên nào, cố lên nào. Ôi. À sorry anh em. Dành cho TMQ, 4-2 dành cho TMQ. Vừa rồi tôi nói Hưng gì đây đúng không? Hên lú. Hưng bình tĩnh em ơi. Nhiều khi nhanh quá thành qua bỏ mất cơ hội. Đôi khi các bạn vút tâm nhanh nó sẽ không bắt vào đầu. Hơi toàng. Vâng, bây giờ thì cả hai người đang vờn nhau ở bên dưới khu vực bãi xe phế tích này. Vâng, tôi đang thấy rất nhiều những con ô tô giống nhau mà không ai dùng. Nếu không dùng thì cho tôi một con tôi bán đi. Rất nhiều ô tô đang vứt ở đây. Chỗ này bán sắt vụn thì được cả đống tiền. Tường kèo sàn ra rất nhiều đến từ cả hai người chơi. Không có bất kỳ một góc sơ hở nào. Bây giờ có góc để bắn nhưng mà Hưng DJ mới là người chơi bị trả lại sát thương. Hay, ui. Pha vừa rồi Hưng ra đạn, ra kèo rất kịp thời. Không chắn kèo pha vừa rồi thì sẽ là một tình huống trổ thẳng vào đầu đến từ với chú TMQ. Một pha em đã nhảy thẳng kèo vào đầu rồi. Áp lực đến từ vòng bò và cả hai người đều phải áp sát để giao tranh thôi. Lượng máu là như nhau, bây giờ thì có hơn máu cũng không có thời gian để hồi nữa. Hưng đi dây bật cô đồ rồi. Và đó là một tình huống headshot và tỷ số là 4-3. Một màn bám đuổi tỷ số rất căng. Không chính xác hơn là san bằng, một cách biệt bây giờ là 4 đều. Vâng, một trong những kèo thi đấu rất gắt đến từ hai tuyển thủ. Khi mà các bạn đang thấy hai người chơi có trình độ ngang nhau thì những kèo bắn rất chắc là những kèo chúng ta thường thấy. Còn lại thì những kèo dưới cờ thì các bạn chỉ cần nhìn thấy rằng là Hưng đi dây hay TMQ ra đạn thôi chắc chắn sẽ vào đầu. Đây là kèo thi đấu với hai người chơi cùng đẳng cấp với nhau. Các bạn có thể thấy được rằng kỹ năng thi đấu của họ thực sự có thể nói rằng là đang ở cái level cao nhất ở trong giải thi đấu này. Rồi, tỷ số đang là 4 đều rồi. Để xem rằng là TMQ có thể nâng cách biệt lên hay là Hưng DJ đây. Rồi, hai ông đang bắt đầu dàn kèo ra rất nhiều. Hưng DJ đang ngồi bở ra rồi, bắt đầu mở kèo ra bên ngoài. Vừa rồi là một tình huống 7x7 và lượng máu bị mất đi rất nhiều đến từ vị trí của TMQ. Bên kia thì vị trí của Hưng DJ bắt đầu di chuyển trước vào trong khu vực bò. Em sẽ chiếm cho mình lợi thế ở trong vòng bò này. Bắt đầu trao đổi vị trí cho nhau. Bắn và chạy bò song song đến từ cả hai người chơi. Lục DE bắt đầu được rút ra. Nhưng bên kia là 1887. Hưng DJ cần phải cẩn thận. Lượng máu là 2 bình. Bên này thì TMQ bắt đầu hết máu rồi. 5-4. Thì nó sẽ có những tình huống ảo ma rất nhiều. Sang đến mùa thứ 3 anh sẽ bắt đầu cấm. Còn bạn nào mà bị lag anh sẽ chính thức hủy kèo. Khi nào các em không lag em sẽ được thi đấu. Còn tất cả những cái kỹ năng hay những cái thủ thuật, những cái mẹo của các bạn anh đều nắm được để tổ chức một những cái trong những cái giải thi đấu công bằng nhất. Tỷ số đang là 5-4 rồi. Đấy. Giải đấu chúng ta cũng đã cấm những cái bạn nào bắn xong ao phòng. Cấm toàn bộ, hạn chế những cái thủ thuật của các bạn tới mức có thể. Rất tay, 5 đều. Rất tay và một màn thi đấu so găng cực kỳ là ngang tài ngang. Ủng hộ bình luận với Việt Thắng nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Những trận thi đấu mà Việt Thắng phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết để bình luận cho các bạn. Để có những màn thi đấu so găng cực kỳ hay. Và các bạn đừng tiếc gì một like, một share và đăng ký kênh. Điều này không giúp cho Việt Thắng có thể
gọi là làm được ra tiền đâu, nhưng mà chắc chắn nó sẽ là một trong những động lực rất lớn, còn cần phải nhiều hơn nữa thì nó mới ra được tiền anh em ạ. Nên là anh em chung tay góp sức để ủng hộ anh Việt Thắng. Còn thay vì chúng ta donate, chúng ta không có tiền donate, chúng ta sẽ ủng hộ anh bằng cách như thế để anh có thể duy trì và phát triển được giải thi đấu của chúng ta. Cái dù là du cài, cái dù là du cài, du cài là cái gì các bạn? Ôi, một tình huống kẹt kèo. Hưng thì dây cần phải chấp cơ hội này. Đáng cầm cho mình là 3887. Thế giới ngầm em ơi. Đầu bên này là cây tương lai. Vâng, cây thế giới ngầm anh đánh giá cao hơn, khi mà tốc độ bắn của nó rất dễ và phù hợp để vượt tầm. Trong khi đó cây tương lai nó chỉ có lượng đam khỏe thôi. Ui, pha vừa rồi một tình huống quay lại vỉa rất nhanh đến từ phía chiêu Hưng. Một tình huống phản xạ cực kỳ tốt, nhưng đấy không phải là một tình huống ăn hền. Vâng, pha vừa rồi ăn hền nó thì ngon hơn. Sẽ là một tình huống rất đẹp. Ui, lại quay lại vỉa đến từ phía chiêu TMP. Liên tiếp những tình huống vỉa cánh không thành công. Đấy, Ranger cần phải học kỹ năng này cho anh. Đối thủ nhảy qua lưng em phải quay lưng lại em vỉa được. Vỉa được là vấn đề. Ôi, 7 năm rồi. Rất đáng tiếc dành cho Hưng.